Chào các bạn, tuần vừa rồi thì Phúc có một cái trải nghiệm mới, đó là đi dạo thành phố bằng xe buýt 2 tầng. Thì lúc này là xe buýt đang đi tới gần trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái công trình kiến trúc rất là lâu đời. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1898 đến 1909, là trong vòng 11 năm nha các bạn ơi. Địa chỉ tòa nhà này ở số 86 đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất nha các bạn. Nhờ đó chuyện du lịch, còn về nấu ăn thì ngày hôm nay Phúc giới thiệu với các bạn một món mới, đó là món bí đỏ xào. Về nguyên liệu của món này sẽ gồm có bí đỏ được cắt lát mỏng, tương miso, mè, dầu ăn. Mè các bạn nhớ rang chín và đập dập ra nhé các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho dầu ăn vào chảo, mình đun nóng dầu lên. Tiếp theo mình cho bí đỏ vào, sẽ xào đảo bí đỏ khoảng chừng 5 phút nha các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ pha lỏng tương miso với nước, mình sẽ nêm vào và mình hạ nhỏ lửa xuống, rồi mình xào trộn thêm vài phút cho bí chín ha. Tiếp theo thì mình sẽ rắc mè vào, mình sẽ trộn đều lên. Sau đó mình tắt bếp, mình cho bí đỏ ra đĩa. Tên tên tên. Và đây là món bí đỏ xào của mình đã hoàn tất nha các bạn. Trở lại với chuyến du lịch của Phúc thì lúc này xe buýt đang đi gần tới hồ Con Rùa. Thì đây là tên gọi dân gian của một hồ phun nước nhân tạo nằm ở nơi giao nhau giữa ba con đường, đó là đường Võ Văn Tần, đường Phạm Ngọc Thạch và đường Trần Cao Vân. Hồ Con Rùa này sẽ tạo thành một nút giao thông kiểu vòng xoay hay là bùng binh nhé các bạn ơi. Nếu tới đây thì các bạn có thể đi bộ quanh hồ Con Rùa, hoặc là sau đó thì mình có thể mình ghé một số cái hàng quán ở đây cũng rất là nhiều. Lúc này cái xe buýt chở mình và mọi người đang đi tới gần đường Phạm Ngọc Thạch ở bên tay phải, rồi sau đó thì xe buýt đi vòng xoay quanh hồ Con Rùa. Đây, ở phía bên tay phải các bạn nhìn thấy thì đây là đường Võ Văn Tần. Đây, xe buýt đang từ từ rẽ qua cái đường Võ Văn Tần, và đây là buổi sáng cho nên Phúc đi thì cái con đường nó có rất là nhiều nắng đẹp nha các bạn. Phúc thì rất là hiếm khi mà đi xe buýt, tính từ lúc ở Sài Gòn tới giờ thì chắc mình đi xe buýt được khoảng chừng dưới 10 lần ha. Lúc này thì xe buýt đang dừng ở cái đèn đỏ. Chuyến du lịch của mình sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sắp tới nha.